Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, chúng tôi đang có mặt tại trung tâm thiết kế Pacific Design Center ở thành phố West Hollywood, một trung tâm thiết kế thời trang ngay ở miền Tây của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay ngay tại đây, nhà thiết kế Win Paris từ Việt Nam sẽ sang trình diễn bộ thời trang thu đông 2016-2017 với chủ đề Ánh sáng của các vì sao. Ngày hôm nay ngoài các người mẫu thì đặc biệt cũng có một số các diễn viên Hollywood sẽ mặc và trình diễn thời trang của Win Paris. Xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngày hôm nay. Chúng ta đang đứng ngay hậu trường của đêm trình diễn thời trang thu đông của nhà thiết kế Win Paris. Bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị rất là gấp rút để trong vòng vài phút nữa là phải xuất hiện trên sân khấu với khán giả của West Hollywood đêm thời trang đêm nay. Tôi là một người bạn rất thân của nhà thiết kế Win Paris, ca sĩ Nhật Hạ. Xin kính chào quý vị. Thời trang của Win Paris luôn luôn làm chúng ta ngạc nhiên vì những cái điều có vẻ như là không tưởng. Kỳ này chúng ta sẽ hết sức là phải nói là khó có thể tưởng tượng được có những bộ quần áo như là ở ngoài hành tinh. Đó là những cái ánh sáng huyền ảo của các vì sao và cái thiết kế trong suốt, lung linh và rất là đặc biệt của Quỳnh Paris. Hạ thật sự thán phục cô bạn nhỏ này. Quỳnh có một cái sức tưởng tượng phong phú và một cái sức sáng tác coi như là bất tận. Mỗi một cái collection của Quỳnh đều là những cái điều hết sức lạ lùng và không bao giờ giống những cái bộ collection trước đây đã từng có. Dĩ nhiên là trang phục của Quỳnh chúng ta không hề thấy giống bất cứ một nhà thiết kế nào ở đâu trên trái đất, thưa quý vị. Ngay bên cạnh chúng ta, bộ đồ mà ca sĩ Nhật Hạ đang mặc cũng chính là do Win Paris thiết kế. Không có lý do gì ngày hôm nay mà một người bạn thân mà đi tham gia thiết kế Win Paris mặc bất cứ một bộ nào khác. Chị nói sơ sơ về cái bộ này coi nè. Đây là những cánh hoa lan của Quỳnh kết và nó là 3D. Chúng ta có thể nhìn từ nhiều chiều khác nhau và chúng ta có thể nhìn thấy thấy những cái hình dạng khác nhau. Thiết kế của Quỳnh rất là có vẻ sexy tại vì nó trong suốt nhưng thật ra nó rất là kín đáo. Và Hạ rất thích mặc áo của Quỳnh là tại vì mình luôn luôn được chú ý vì nó rất lạ và không giống ai cả. Thứ nhất, tôi chính đến đây để ủng hộ một người phụ nữ Việt Nam của mình cái đã. Bởi vì Quỳnh là một người phụ nữ vừa trẻ vừa đẹp, đa tài. Thành thử tôi chính không cần biết là cô thiết kế cái thời trang gì, nhưng mà thấy cô đã dấn thân và bước vào mainstream của người Mỹ của mình, nhất là bên Pháp rồi bây giờ đến Mỹ. Thành thử đó là một kinh hãnh diện chung, thưa anh. Em rất là thích cái thời trang của Quỳnh Paris vì không có một cái thời trang nào mà giống như cái nhà thiết kế của Quỳnh Paris ạ. Em rất là thích Quỳnh với cái màu sắc của Quỳnh, những cái chất liệu vải của Quỳnh đã làm cho chúng ta hãnh diện với những cái bộ đồ mà tài tử nổi tiếng ở Hollywood đang mặc, đó là Beyoncé. Không biết là chúng ta sẽ được dịp xem những cái bộ đồ đó như thế nào, nhưng mà tụi chúng thấy Quỳnh là một người phụ nữ phải nói vừa đẹp vừa đa tài mà tụi chúng rất là mến mộ và hãnh diện chung. When all the world is a hopeless jumble, and the raindrops tumble on the rain, heaven opens a magic door.
When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found. Living on your windows, please. Phần trình diễn của Quỳnh Paris mùa thu đông 2016-2017, chúng tôi sẽ nói chuyện với một trong những người đã trình diễn thời trang của Quỳnh Paris ngày hôm nay. Rất đặc biệt đó là diễn viên Hollywood, cô Andrea Anderson. Hi, how are you? I'm good. How are you? Thanks for coming to the show. Thank you. Can you tell us how you get to know Quinn Paris and her fashion, please? Well, I met Quinn Paris about 3 years ago, and I was part of a Go Red celebrity segment fashion show for American Red Cross. Yeah, and so I was in the show, and I was picked in to wear one of her dresses, and that's when we met, and we've been fast friends ever since, and she dresses me for all of my carpets and special events. Well, I like her fashions because they're so unique, and for example, this one is couture, and it was handmade many hours, and a lot of her pieces are like that. They're one of a kind, they're special, they're dynamic, and people always want to know, what are you wearing, what is that? And that's what I like, because I want to wear something that's going to be memorable and special. And so Quinn Paris is the way to go. Thank you very much. Quinn Paris have a lot of fans back in Vietnam. What can you tell her fan in Vietnam? Yes, she does have a lot of fans in Vietnam, and some are friends with me on Facebook, and I don't really even know them. So hi to everybody out there, and thank you so much for your interest and for your support. I just want to say that I love Quinn Paris. She supports a lot of the other stars and performers in Vietnam. So she likes to spread the love, and she's a wonderful woman and a wonderful talent. And so many great people come from Vietnam, and I'm learning that from her. Một lần nữa, diễn viên Hollywood Andrea Anderson.
You look beautiful today. Thank you very much. Thank you very much. Appreciate it. Have a good night. Em là Kim Duyên, Á hậu Việt Nam toàn cầu. Và hôm nay Kim Duyên bay từ Việt Nam sang Mỹ để diễn show của chị Quỳnh. Và Duyên cảm thấy rất là vui và vinh hạnh vì được diễn cho một nhà thiết kế nổi tiếng thuộc hàng top ở Việt Nam. Và là một trong những nhà thiết kế đầu tiên được các ngôi sao Oscar mặc đồ của chị Quỳnh Paris. Ngày hôm nay bay từ Việt Nam qua đây để mà diễn cho Quỳnh Paris mà mặc những cái bộ đồ của Quỳnh Paris nữa. Em có thể cho biết đôi chút cái cảm nghĩ của mình về thời trang Quỳnh Paris? Thật sự thì đối với em rất thích những trang phục của chị Quỳnh Paris vì nó, thứ nhất là nó rất là sang trọng, rất là đẹp, thích hợp với những bữa tiệc hoặc là những bữa tiệc sang trọng. Và hôm nay Duyên được mặc một cái thiết kế rất là đặc biệt, một cái thiết kế chủ chốt của chương trình. Nó giống như là những vì sao ở trong vũ trụ. Và Kim Duyên cũng rất là vinh hạnh khi mà được làm một vì sao đặc biệt của chị Quỳnh để diện bộ đồ này và được trình diễn trong show chị Quỳnh. Người ta nhìn bên ngoài vào những bộ đồ này rất là nổi nhưng mà cũng rất là gồ ghề. Cái người mà mặc đó trong người thì mình cảm thấy ra làm sao? Anh nhìn khó chịu lắm không? Dạ em thấy mặt rất là thoải mái, rất là dễ chịu, không có gì hết, tại vì chất liệu nó rất là nhẹ, nó không có nặng hay là không có gì hết. Dạ tại vì với lại em là một người mẫu cũng là quen mặc những bộ đồ nó còn nặng hơn, khó chịu hơn, nên là những bộ đồ này với em là em thấy là không có vấn đề gì hết. I'm Jean Mack. I'm an actress and a musician, and I've been wearing Quinn Paris for a while now. It was an honor to walk tonight in her runway show with this amazing one-of-a-kind piece. I've been a fan of her work for a long time. She's dressed me for many red carpet events, and I think she's one of my favorite designers. She's amazing. I want to give a shout out to all of Quinn Paris's wonderful fans in Vietnam. Keep supporting her. She's a talented woman who works so hard, an amazing designer. Shout out to all the fans. Trước giờ trình diễn của Quỳnh Paris, người ta đã được thưởng thức một giọng ca rất lạ. Đó là ca sĩ Y Thanh từ bên Úc qua, chẳng những làm ca sĩ mà cũng luôn mặc luôn bộ đồ có vẻ rất là Quỳnh Paris. Không biết có phải hay không? Y Thanh có thể giới thiệu đôi chút về mình. Dạ, Y Thanh xin chào quý vị. Đúng là cái áo này là do chị Quỳnh Paris design. Và khi mà ban tổ chức và con chị Quỳnh mời Y Thanh hát cho cái show này thì Thanh cũng nói là: chị ơi, làm sao em phải có một cái áo của chị mới được nha. Thì là chị mới design cái này để Thanh có thể mặc, để mà nó hòa hợp vào cái chủ đề của ngày hôm nay. Và ca khúc mà Thanh chọn cho buổi trình diễn fashion show ngày hôm nay cũng là đi đôi với cái tiêu đề, chủ đề đó là Galaxy Star Sao. Thì ca khúc là Somewhere Over the Rainbow, nói về những ngôi sao và những một cái nơi xa xôi nào đó. Và Twinkle Little Star, Y Thanh mong rằng là cái show của chị sẽ được là sự đón nhận của mọi người rất thành công, mà hy vọng một chút xíu góp sức của mình cũng giúp cho chị được thành công. Chị Quỳnh Paris luôn luôn đem đến cho mọi người ấn tượng là quần áo chị rất là độc đáo và rất là lạ và không giống ai cả, và đó đều là một cái điều rất là hay. Và như anh cũng biết thì chị Quỳnh Paris đã được đón nhận qua những cái bộ sưu tập, và có rất nhiều người có một vài diễn viên đi Oscar cũng mặc đồ của chị. Thôi một trong những người mẫu của Quỳnh Paris tối nay đó là cô Eva Capra, là một trong những người trong cuộc thi American Next Top Model của mùa trước, mùa năm 2015. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem cô người mẫu này nghĩ như thế nào về thiết kế Quỳnh Paris. Can you tell us, đúng là người mẫu đứng lúc nào cũng có thể làm mẫu cả, ngay trong lúc interview cũng là tạo dáng để làm mẫu luôn. Cô có thể cho biết, can you tell us, how do you get to know Quỳnh Paris and become her model tonight? Yes, well, I walked for Q in Paris and it was so amazing, beautiful designs. I ended up going to the fitting and I got casted and it was a great experience. So are you sure there is no special connection to get you and Quỳnh get to know each other? No, I went to the fitting, I met her, she was a very sweet person, and that's it, now I'm here. Can you tell us a little bit about Quỳnh Paris' fashion through your perception?
Yes, I think Quinn Paris has lovely designs. They're creative. They're also edgy as well. And I was so excited to see them on the runway and see them backstage as well. Beautiful designs. Đây là một cái sự chia sẻ của một cô người mẫu ngay tại Mỹ, thường làm việc với rất nhiều những nhà thiết kế khác nhau, và đó là đánh giá của cô. Cô cho rằng là thiết kế của Quinn Paris rất là thời thượng, rất edgy. Thank you very much, and I know that Quinn Paris have a lot of fan in Vietnam. Mm-hmm. If you have to say something with her fan in Vietnam, what you're gonna say? Hi Quinn Paris, and also fans from Vietnam, I love you. Mwah. God bless you. Thank you very much. Thank you. Bye. After these guys. Cuối cùng thì với sự bận rộn của Quinn Paris sau buổi diễn, chúng tôi cũng đã may mắn bắt được chị để mà có thể hỏi qua về bộ sưu tập lần này. Những vì sao, ánh sáng của các vì sao. Chúng ta sẽ nghe chính tác giả nói về bộ sưu tập này. Quinn có thể nói đôi chút về bộ sưu tập thu đông 2016-2017, ánh sáng của các vì sao. Lần này thì Quinn cũng rất là thích những cái chủ đề về không gian và thời gian. Quỳnh thì luôn luôn là đưa cái tâm hồn mình vào những cái bộ sưu tập nó mang cái ảnh hưởng của cái vấn đề âm dương cũng như là giữa đông và tây. Thì lần này cái sự hòa nhập lớn hơn so với các bộ sưu tập vừa rồi, đó là tâm huyết của Quỳnh. Quỳnh làm cái bộ sưu tập này suốt 6 tháng với tất cả cái tâm huyết, là nguyên cái collection mà về haute couture của Quỳnh thì làm bằng tay 90%, và cái áo là 100% bằng tay hết. Quỳnh đã mất rất là nhiều thời gian cho một chiếc áo. Nó thật sự là Quỳnh đưa hết tâm hồn mình vào. Còn lại những đồ ready to wear thì mặc dù là nó không phải dùng bằng tay, nhưng các đường cắt cúp thì Quỳnh tìm ra, hiểu ra những cái đường rã cúp rất là khó may nhưng rất là dễ mà. Và chất liệu mịn mỏng, nhưng nó không làm cho lạnh, bị lạnh khi mùa đông, và nó không làm cho bị nóng khi mùa hè. Cái đó là cái điều quan trọng ở trong cái sự cân đối trong chất liệu vải lần này mà Quỳnh sử dụng. Hơn nữa, những cái áo Quỳnh làm bộ sưu tập ứng dụng lần này á, thì Quỳnh luôn luôn có những cái đường cắt cúp qua lại hai màu chen lẫn đậm và lợt, tông xịt tông, hoặc là những màu tông trầm đi với những tông sáng. Nó sẽ giúp cho những cái người trẻ tuổi sẽ thích khi mà họ mặc vào những cái áo có cái tông màu tươi, và ngược lại những cái anh chị nào ở cái lứa tuổi đứng hơn, họ sẽ thích những cái tông màu trầm đi giữa màu beige đậm đi với màu beige lợt. Thì Quỳnh pha vào cho giữa cho rất là nhiều lứa tuổi có thể mặc được trong bộ ứng dụng lần này. Và những cái đó sẽ là những cái bộ sưu tập, sẽ là một cái bộ sưu tập mà Quỳnh ưng ý, hầu như là cảm thấy rất là hài lòng. Sắp tới thì Quỳnh cũng có được là mời làm ban giám khảo chấm thi cuộc thi Hoa hậu ở tại Cali. Và Quỳnh cũng có nhiều cái cuộc chấm thi sắp tới ở tại Việt Nam. Quỳnh sẽ sắp xếp thời gian tốt nhất để có thể hoàn thành sứ mệnh, cũng như là một Quỳnh không có một cái lời hứa chắc chắn nào nếu như cái lịch trình của mình nó không có được thuận lợi. Nhưng mà trước mắt thì Quỳnh có cái kế hoạch của Quỳnh là sẽ là ban giám khảo chấm thi các cuộc thi sắc đẹp. Cái điều thứ hai là Quỳnh đang làm rất là nhiều đồng phục cho những công ty của Mỹ, của Nhật Bản. Đó là một cái điều mà Quỳnh cảm thấy hãnh diện khi mà những cái đồ ứng dụng của mình, những bộ sưu tập của Quỳnh, từ những cái đồ hoang tưởng cho đến những cái đồ thực tế của Quỳnh, nó đều được đưa vào những cái đồ đồng phục cho Nhật Bản và cho Mỹ và các nước khác. Hôm nay thì Quỳnh rất là hạnh phúc khi được chia sẻ rất là nhiều các phóng viên, các anh chị, các đài truyền thông, nhưng đặc biệt đối với đài Bonsai TV là một cái đài mà Quỳnh luôn luôn yêu, yêu thích, yêu mến quý khán giả, cũng như là anh Lân Hoàng Vũ đây là một cái người phóng viên rất là tài giỏi, và anh biết rất là nhiều, kiến thức rất là cao, cho nên là Quỳnh cứ chương trình nào thì Quỳnh cũng muốn mơ được là mình chia sẻ với anh, cho dù là anh ở nước nào. Cái sự chia sẻ này nó không phải là sự khoe khoang, mà nó là những cái niềm vui và những cái khó khăn, những cái trăn trở, thì chúng ta cùng là người Việt với nhau, thì Quỳnh ước mơ có những cái đài như thế để mình được chia sẻ những cái sự cực nhọc của mình cũng như là những người xung quanh. Thì cái thời trang của Quỳnh nó là một phần làm hy vọng làm vui được khán thính giả, cũng như
là những lời chia sẻ của Quỳnh, nó sẽ làm cho góp phần một phần để cộng đồng người Việt chúng ta cảm thấy mình thân thiện hơn, mình yêu quý nhau hơn và mình ủng hộ nhau nhiều hơn. Với lời chia sẻ đó của Quỳnh Paris, chúng ta sẽ chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây, cũng như là chấm dứt phóng sự ở đây. Hy vọng là khán thính giả đã có một đêm tràn đầy những ánh sáng của các vì sao, tràn đầy những nét của thời trang Đông Tây kết hợp. Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV.